thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh về tăng cường đảm bảo an ninh trật tự địa bàn trước, trong và sau dịp Quốc khánh 2 tháng 9. Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường các mặt công tác nghiệp vụ, thường xuyên bám địa bàn, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Qua đó đã phát hiện, điều tra và phá thành công 2 vụ án lớn. Điển hình như khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý vũ khí và liệu nổ, công cụ hỗ trợ xảy ra tại công trường thi công hầm thủy điện Nậm Cấu thuộc địa phận của xã Bùm Tở, huyện Mường Tè, gây hậu quả làm 2 người thương vong. Qua quá trình điều tra mở rộng vụ án, đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã khởi tố 5 đối tượng, trong đó 2 đối tượng quốc tịch Trung Quốc liên quan tới vụ án vi phạm quy định về quản lý vật liệu nổ, sử dụng trái phép vật liệu nổ xảy ra ngày 9 tháng 8 năm 2024 tại công trường xây dựng thủy điện Nậm Cấu, xã Bùm Tở. Tiếp theo đó, vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 18 tháng 8 tại km số 7+200 thuộc địa phận của bản Nậm Cái, xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ, cơ quan cảnh sát điều tra PC04 chủ trì phối hợp với công an huyện Phong Thổ bắt quả tang Giang A Bình, sinh năm 2002, cư trú ở bản Kết Tinh, xã Mường Mươn, huyện Mường Trà, tỉnh Điện Biên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ gồm 9 bánh heroin, 1 xe máy, 1 điện thoại di động. Mở rộng điều tra cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng liên quan là Giang A Minh, sinh năm 2004, cư trú cùng bản với Bình. Quá trình điều tra, hai đối tượng đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện cả hai vụ án đang tiếp tục được tiến hành điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật. Phát biểu tại buổi biểu dương, Đại tá Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh, ghi nhận, biểu dương và chúc mừng chiến công của các đơn vị đã nỗ lực cố gắng phá thành công 2 chuyên án lớn. Đây là chiến công đặc biệt có ý nghĩa, nhất là trong thời điểm cán bộ chiến sĩ Công an Lai Châu đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đề nghị tập thể cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng tiếp tục phát huy truyền thống lực lượng Công an Nhân dân, chủ động bám nắm địa bàn, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh phòng chống hiệu quả với các loại tội phạm, với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, không có ngoại lệ, không có vùng cấm, thượng tôn pháp luật, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân, đồng thời đảm bảo môi trường ổn định phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.